Thưa quý vị, ít nhất 5 xe ô tô và nhiều xe máy đã bị ảnh hưởng sau vụ cháy trưa nay tại bãi xe tự phát 35-37 Trần Quốc Hoàn. Được biết, bãi trông giữ phương tiện tự phát có diện tích khoảng trên 200m2 được dựng và quay tạm bằng khung sắt lợp tôn. Theo ghi nhận của phóng viên Tàu và Xe, 5 xe ô tô tự phát bị thiệt hại gồm 2 xe Honda CRV, 2 xe Toyota Vios, 1 xe nghi là Hyundai, Khoảng 13 giờ 5 phút trưa nay, ngày 6 tháng 5, đám cháy bất ngờ bùng phát tại bãi trông giữ phương tiện tại địa chỉ số 3537 Trần Quốc Hoàn. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bắt vào các phương tiện và có nguy cơ lan trên diện rộng. Khi phát hiện, người dân và chủ cơ sở này đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Công tác di rời cứu hộ phương tiện và triển khai các mũi chữa cháy được tiến hành nhanh chóng. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vâng, xin chia buồn với các chủ xe. Thời tiết nắng nóng như hiện nay dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Vì thế, các chủ phương tiện nên lưu ý những cách để chống nóng cho xe của mình, cũng như không gửi xe ở những bãi xe tự phát, tránh trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn, giống như vụ việc ngày hôm nay. Một câu hỏi được đặt ra ai sẽ là người chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho các chủ phương tiện